Hôm nay chúng ta sẽ cùng trao đổi về một cái dạng đối tượng tương đối đặc biệt ở trong Photoshop, đó là cái Shape Layer. Shape Layer thì là cái gì? Thì thực ra là Shape Layer thì chúng ta cũng biết một phần, đó là Shape Layer được tạo ra bằng pen. Đấy, hôm trước thì chúng ta đã nói chuyện với nhau về pen, và chúng ta đã nói là pen thì nó tạo ra path, nhưng mà thực ra thì Photoshop nó có thể tạo ra hai thứ được bằng pen cơ. Một là cái path mà hôm trước chúng ta đã trao đổi, và cái thứ hai là Shape Layer. Thế bây giờ chúng ta cùng nhau xem Shape Layer nó là cái gì và cách dùng của nó ra làm sao. Thế đầu tiên thì chúng ta sẽ chọn cái công cụ pen giống như lần trước, và ở trên thanh option chúng ta sẽ sổ danh sách ở đầu này ra, và chúng ta sẽ chọn cái chế độ là Sharp chứ không phải là Path nữa. Sau khi mà chọn Sharp rồi thì chúng ta sẽ xác nhận thêm một số thứ, ví dụ như là cái chế độ như thế này chẳng hạn. Đấy, nó là cái gì? New Layer, Combine, Sharp, Subtract from Sharp, Intersect Sharp hoặc là Exclude Sharp. Thì chúng ta sẽ chọn với một cái chế độ. Thực ra thì về mặt nào đó thì chúng ta thấy rằng nó cũng tương đối giống như là cái chế độ mà chúng ta lựa chọn ở trong trong cái tạo vùng chọn này. Đấy. Thế chúng ta cứ để ở chế độ hoặc là New Layer hoặc là Combine Sharp. Nếu mà chúng ta muốn là mỗi một cái sharp đó mà vẽ ra là một layer thì chúng ta sẽ để ở New Layer. Còn nếu mà chúng ta để ở Combine Sharp thì trên một cái sharp layer mới đó nó có thể vẽ ra nhiều hình khác nhau. Còn subtract thì là cái nọ lại trừ bớt đi cái kia nếu mà giao nhau. Trừ bớt đi. Đấy, thế còn intersect thì giữ lại cái phần giao nhau. Còn exclude vân vân thì cái này thì nó cũng về mặt nguyên tắc thì các bạn thấy rằng là khi giải thích thì chúng ta sẽ thấy là nó rất là giống các cái chế độ mà vùng chọn mà chúng ta đã ăn nói. Tuy nhiên nó không phải là sinh ra vùng chọn mà nó sinh ra một thứ gọi là Sharp Layer. Thế đây, chúng ta cùng nhau làm việc. Tôi có thể vẽ ra một cái. Điểm đầu tiên thì các bạn sẽ thấy rằng là nó cũng giống như điểm neo của cái path thôi, đúng không? Bây giờ tôi đưa chuột tới điểm thứ hai, tôi bấm thì nó cũng tự động nối như thế này, từ điểm đó đến điểm kia, đúng không? Bấm tiếp thì nó lại nối từ điểm đó đến điểm kia. Thế thì cái này các bạn sẽ thấy là nó có vẻ giống giống như là cái chế độ là gì đây nhỉ? Chế độ vẽ đường path thôi, đúng không? Bây giờ tôi nối kín vào này. Thế thì ở đây các bạn sẽ thấy là nó tạo ra cái gì? Này, nó sẽ tạo ra một cái này. Khác với path, path là gì? Path là nó chỉ vẽ ra đường path, nó không ảnh hưởng gì tới cái layer hiện có cả. Đây nhá, chúng ta cùng nhau xem một trường hợp khác nhá. Nếu như bây giờ mà tôi tạm thời tôi giấu cái này đi và tôi vẽ lại một path, chúng ta sẽ so sánh cái sự khác biệt giữa hai cái này. Path này 1, 2, 3, 4, 5. Cái chúng ta vẽ ra là một path, đúng không? Nhưng mà cái path này thì các bạn sẽ thấy rằng là nó chả có liên quan gì đến cái bên dưới này cả. Đây, nó chỉ là một cái rỗng như này, không có bề mặt, đúng không? Không có bề mặt, không có gì hết, nó chỉ là một cái đường như vậy thôi. Còn có dùng nó hay không thì lại là chuyện khác. Nhưng đối với cái thằng Sharp Layer thì rõ ràng là khi mà chúng ta vẽ ra như thế này là nó có hình hài và nó có cả bề mặt. À, bây giờ chúng ta lại vẽ lại một lần nữa. Vẽ lại một cái khác, tôi sẽ thiết lập thêm một chút khác biệt đi để cho chúng ta có thể nhìn thấy nó rõ ràng hơn. Đây, bây giờ tôi chọn cái này. Chọn Sharp. Bây giờ chúng ta sẽ có mấy cái lựa chọn. Ở đây nó sẽ có hai lựa chọn cho tôi, đấy là Fill và Stroke. Đấy, Fill là màu trắng thì chúng ta sẽ thấy là nó tương đối giống như cái nền này thì hơi khó. Bây giờ tôi sổ danh sách ra, tôi chọn một cái màu khác đi cho nó rõ, là màu đỏ đi. Stroke thì có lẽ là chúng ta để cho nó là không có đi. Đấy, cho nó dễ nhìn. Đấy, và bây giờ tôi vẽ lại nhé. Nguyên tắc vẽ này. Đấy, bây giờ thì chúng ta sẽ nhìn rõ hơn. Cái đường mà chúng ta vẽ thì lúc đầu tiên nó cũng rất là giống cái đường path. Nhưng mà khác với path là gì? Tôi vẽ đến đâu là nó sẽ làm sao đây ạ? Thấy cái màu dính theo. Vẽ xong thì chúng ta sẽ thấy có một cái khoảng màu như thế này. Cái đường path chúng ta vẽ ra như thế nào thì cái đường này vẽ ra cũng như thế. Đấy, chỉ có điều là thằng này thì nó sẽ có màu bề mặt.
Thế nếu mà quay trở lại layer thì chúng ta sẽ thấy rằng là nó tạo ra một layer mới ở trong cái cửa sổ layer này. Nếu chúng ta vẽ bằng path thì sao? Có xuất hiện. Chúng ta vẽ bằng path nó có xuất hiện cái layer mới không? Không. Chúng ta vẽ bằng path, thứ nhất là không có màu mè gì phát sinh ra, thứ hai là nó cũng không phát sinh ra layer mới. Nó chỉ là một thứ mà nằm lơ lửng, dùng đến hay không thì chưa biết, nhưng mà nó nằm lơ lửng ở phía trên và không liên quan gì tới cái ảnh ở bên dưới cả, và nó cũng không làm phát sinh ra thêm một layer. Nhưng đối với sharp layer thì chúng ta vẽ ra một cái là nó sẽ tạo ra một cái layer mới, và định dạng của nó thì các bạn nhìn thoáng qua thì mình trông có vẻ giống điểm ảnh, nhưng mà nó lại là một thứ khác. Các bạn để ý cái biểu tượng ở phía góc dưới ở bên phải này này, thì các bạn sẽ thấy nó rất khác với một cái layer. Layer không bao giờ có biểu tượng đó. Thế thì cái này dùng để làm gì và điều chỉnh như thế nào? Điều chỉnh thì các bạn cũng có thể là sử dụng cái công cụ gì đây nhỉ? Sử dụng cái công cụ Direct Selection. Các bạn bấm vào và các bạn cũng bấm vào được cái điểm neo. Các bạn cũng di dịch điểm neo, các bạn cũng quay, các bạn cũng chỉnh cái tay đòn phụ vân vân. Cũng có thể nhấn an để bẻ riêng một tay đòn mà không làm ảnh hưởng gì tới các phần còn lại. Tức là quy tắc làm việc của nó thì giống hệt như path, nhưng nó lại là sharp layer. Về mặt bản chất thì chúng ta đã làm việc với lại cái mặt nạ rồi, cho nên là đến đây thì chúng ta giải thích nó cũng sẽ dễ hiểu hơn một tí. Các bạn cứ tưởng tượng rằng một cái layer này nó đã được tô màu sẵn rồi, tô màu kín toàn bộ cái layer đó rồi. Thế còn cái sharp này vẽ ra để làm gì? Cái sharp này vẽ ra, các bạn cứ hình dung nó giống như là chúng ta đang tạo một cái mặt nạ ở trên cái layer đó. Cái hình mặt nạ đó như thế nào thì chúng ta sẽ nhìn thấy màu ở trên layer như thế. Về mặt bản chất, đây, ví dụ đây là cái layer, đó, bàn tay tôi là cái layer. Layer này tôi đã tô sẵn hết màu rồi. Bây giờ cái mà tôi vẽ ra nó sẽ giống như là một cái màn che ở phía trước. Đó, cái màn che ở phía trước, và cái mà tôi vẽ ra nó sẽ giống như là một cái lỗ khoét thủng ấy. Đấy, và khoét to đến đâu thì chúng ta sẽ nhìn thấy cái màu ở đằng sau đến đó. Về mặt bản chất là nó đã tô kín hết rồi. Đây, tại sao tôi lại nói thế thì các bạn xem thử. Bây giờ cái hình chúng ta vẽ ra nó bé thằng này, và chúng ta nhìn thấy màu ở đây. Nhưng nếu bây giờ mà tôi tăng to cái này ra nữa thì sao? Tôi bấm vào các điểm này và tôi kéo nó lên. Tôi kéo ra đến đâu thì các bạn nhìn thấy màu ra đến đấy, đúng không? Tôi kéo ra hết này, tôi kéo ra đây hết nữa này. Có phải như thế này là nó đã có màu sẵn hết rồi không? Đúng không? Và bây giờ nếu mà tôi thu lại lần đâu thì các bạn sẽ thấy màu nó bị mất đi lần đấy. Thế chẳng qua là tôi đang điều chỉnh cái lỗ khoét ở cái màn che phía trước để làm cho nó lộ ra cái màu được tô phía sau. Thế thì bây giờ cái sharp này nó sẽ giúp chúng ta giải quyết cái gì? Trong Photoshop thì không phải lúc nào chúng ta cũng làm những thứ mà nó phải có biên mờ, biên mềm. Có những lúc, có những chỗ, có những việc chúng ta cũng vẫn làm, và chúng ta cần một cái đối tượng gì đó, cần một hình vẽ gì đó sắc nét rõ ràng. Thì chúng ta có hai cách. Một là chúng ta vẽ bằng cái vùng chọn, đúng không? Bằng công cụ, tạo bằng vùng chọn, sau đó chúng ta tô vào. Đấy. Thế nhưng mà cách này thì có điểm gì hơn, có điểm gì kém so với lại cái sharp layer? Thì hơn kém nó sẽ nằm ở trong cái đoạn mà chỉnh sửa. Khi mà tôi tăng một cái diện tích hay là tôi giảm bớt một cái diện tích của một cái layer lên. Đây, ví dụ chúng ta xem thử trong trường hợp này nhé. Tạm thời bỏ hàng đi, tạm thời bỏ path này đi. Chúng ta làm việc thử bằng layer thông thường để chúng ta minh họa về vấn đề đó. Ví dụ bây giờ tôi có một cái vùng chọn như thế này đó. Sau đó thì tôi tô màu vào đây. Thì các bạn sẽ thấy cái hình hài nó như thế này. Đó. Bây giờ thì tôi muốn cái thằng này nó to thêm lên hay là giảm bớt đi, thì nó sẽ hoàn thành công việc theo một cách khác. Ví dụ như là tôi, đây, vùng chọn vốn đây.
Nếu như bây giờ tôi nhấn an, tôi cắt bớt, tôi giảm bớt cái vùng chọn này đi, thì vùng chọn này giảm bớt, nhưng màu có giảm bớt đi không? Diện tích và điểm ảnh có màu có giảm không? Không giảm đúng không? Nó vẫn như thế. Và nếu mà chúng ta muốn bỏ cái này đi thì chúng ta lại phải làm theo cái cách là Ctrl Shift ý ngắn tạo được vùng chọn lại, xóa bên ngoài thì mới cắt được nó đi. Thế nhưng mà thằng này thì không phải như thế. Thằng này thì hoàn toàn không phải như thế. Tôi có thể là gì đây? Muốn điều chỉnh nó cho nó to ra đến đâu hay nhỏ lại đến đâu, tôi thu nhỏ lại đến đâu thì màu mất đi đến đấy. Đấy là cái cách làm việc nó rõ ràng là khác biệt rất nhiều đấy. Và một cái vấn đề nữa là nếu như mà tôi có cái thao tác gọi là co duỗi transform một cái vùng sharp layer này với lại một vùng điểm ảnh, chắc chắn là nó sẽ tạo ra những cái hiệu quả khác nhau. Bây giờ tạm thời bỏ cái này đi nhá, chúng ta lại làm lại một cái vùng chọn điểm ảnh nó cũng tương tự như thế đi. Đây, ví dụ tôi tạo ra một vùng chọn này giống hết vùng này, đúng chưa? Tôi tạo ra vùng chọn này, tôi cũng tô bằng màu đỏ đi. Ví dụ tôi tô bằng màu đỏ đi. Vậy thì chúng ta có hai cái giống nhau nhá. Đây tôi nhắc ra này, đúng không? Diện tích giống nhau, hình hài giống nhau, màu mè giống nhau, nhưng một cái là layer điểm ảnh bình thường và một cái là sharp layer. Bây giờ nếu như mà tôi chọn cả hai thằng đi, Ctrl T thu phóng các thứ, hiện tại có gì khác nhau ạ? Về cơ bản trông cũng không khác nhau lắm đúng không? Đấy. Bây giờ tôi lại làm lại thao tác một tí, tôi lại phóng lớn nó lên một tí thì sao? Có khác nhau không? Ở trên bắt đầu có vấn đề. Ở trên là thằng điểm ảnh thông thường, đúng không? Thì các bạn sẽ thấy rằng khi mà chúng ta bắt đầu co duỗi cái này thì điểm ảnh có vấn đề. Vì sao? Vì nó tăng hoặc giảm cái số lượng pixel, và khi giảm thì còn đỡ, nhưng mà căng là bắt đầu xuất hiện vấn đề. Tại vì khi nó thêm pixel mới thì nó phải nội suy màu cho những cái pixel mới được đưa vào đấy, vốn trước đấy không có đấy, thì bây giờ nó lại phải nội suy, nó lấy màu đâu ra thì bắt đầu nó nội suy, nó bù thêm màu vào, và lúc này bắt đầu chúng ta thấy tình trạng là suy giảm chất lượng, bắt đầu cái vùng biên của thằng này trở nên bắt đầu nhòe đấy, bắt đầu mờ, bắt đầu nhòe, trong khi cái thằng sharp layer bên dưới nó vẫn sắc nét. Vì sao? Vì thực ra là ở dưới này không có cái gì co duỗi cả, bản chất toàn bộ cái layer đó nó được tô màu rồi, chẳng qua là tôi khoét rộng thêm hay là tôi thu hẹp lại cái lỗ để cho chúng ta nhìn thấy cái màu bên dưới thôi. Đấy. Thì về mặt chất lượng thì sharp layer nó đảm bảo cho chúng ta vấn đề là nó ít bị suy giảm chất lượng hơn so với lại cái điểm ảnh. Đấy. Khi mà chúng ta co duỗi, chúng ta thay đổi kích thước của cái đối tượng mà chúng ta đang nhìn thấy ở trên màn hình này. Thế còn cách vẽ thì đây, thực ra thì chúng ta chỉ có thay đổi là cái chuyện chọn nó là sharp hay là path thôi. Đấy, bởi vì như thế này, chúng ta chỉ cần chọn sharp thì tất cả những cái gì hôm trước chúng ta đã nói nó cũng vẫn dùng được ở đây. Vẽ hình cơ bản này, rồi thì vẽ các cái thư viện mà cho chúng ta những cái hình hài như thế này thì chúng ta cũng có thể lấy được ra hết. Và lúc này nếu mà chúng ta vẽ thì nó sẽ ra là gì đây? Nó sẽ ra là sharp layer. Thế còn tùy vào cái vấn đề vừa nãy tôi có nói với các bạn, trước khi vẽ chúng ta xác nhận là chế độ như thế nào. Nếu mà tôi để ở new layer thì mỗi một cái hình này tôi vẽ ra nó sẽ tự động tách ra thành một layer dạng sharp riêng biệt. Đấy. Còn nếu tôi chọn là combine, tôi chọn combine thì tôi vẽ ra một cái mới, nó vẫn nằm chung với cái gì đây nhỉ? Nó vẫn nằm chung với lại cái layer vốn có. Đấy. Còn nếu mà tôi chọn ví dụ như là subtract chẳng hạn thì nó sẽ trừ đi. Bây giờ tôi chọn một cái mới, ví dụ chọn chọn chế độ subtract. Đấy, ví dụ tôi vẽ vào đây, thì khi mà chúng ta vẽ thêm một cái đây này, tắt bớt mấy cái này thì cho dễ nhìn nhé. Đấy, cái subtract thì nó sẽ ra thế này. Tôi vẽ một cái giọt nước này, tôi vẽ giọt nước thứ hai mà vẫn vào đây, mà đè lên đến đâu thì nó cắt đi đến đấy,
giống như là chúng ta vẽ vùng chọn mà chúng ta nhấn an đấy, vùng chọn mới mà nhấn an đấy thì nó cũng trừ đi. Thế cho nên là cái quy tắc mà làm này thì các bạn cũng sẽ thấy là nó giống hệt như là chúng ta làm việc vùng chọn thôi, chỉ có điều đây là một cái layer dạng đặc biệt. Và chỉnh sửa có chỉnh sửa được không, các bạn hoàn toàn có thể chỉnh sửa được bằng cách là nếu mà làm bằng hình thì chúng ta sẽ chọn bằng cái gì đây nhỉ, direct selection đấy, bấm vào cái path các bạn cần thì các bạn sẽ chọn được các điểm điểm neo này để các bạn thay đổi đấy. Thích chỉnh thằng nào thì các bạn bấm vào đấy, có xóa được bớt đi không, được, thích chọn cái nào thì giữ shift nhấn chọn tất cả các điểm neo này, và nếu như các bạn chọn đủ rồi mà các bạn nhấn xóa đi thì nó bỏ cái shape đó đi, và tất nhiên là nó sẽ không gây ra cái tình trạng subtract và nó sẽ xén bớt một phần của thằng nó có đấy. Thì đại loại nó là như thế. Thế thì thằng này nó có cái điểm ưu điểm là gì, ưu điểm là nó sẽ sắc nét, nó không bị suy giảm chất lượng khi mà chúng ta co duỗi, chúng ta thay đổi kích thước của nó. Nhưng mà cái điểm khác là các công cụ thì sẽ có nhiều công cụ các bạn sẽ không sử dụng được ở trên đó, tại vì là nó không phải là pixel, nó không phải điểm ảnh, cho nên các bạn không thể nào mà vẽ thêm hoặc là các bạn gì đây nhỉ, tẩy xóa các thứ được đấy. Thế trường hợp nào chúng ta dùng cái này, trường hợp mà các bạn vẽ các icon đấy. Icon thì những cái biểu tượng nhỏ nhỏ ấy thì có thể là các bạn dùng nó ở chế độ nhỏ hoặc các bạn có thể co duỗi các thứ thì dùng bằng sharp nó sẽ thuận tiện hơn, tại vì là khi mà co duỗi thì nó ít bị nhòe. Chứ còn nếu mà các bạn làm một cái icon bé bé rồi các bạn lại làm bằng điểm ảnh, đến lúc chỉ cần là co duỗi một chút là nó nhòe hết, không ai có nhìn thấy icon đó như thế nào nữa. Thay màu có được không? Bây giờ các bạn đang nhìn thấy các sharp layer này của tôi là đang màu đỏ, thì muốn thay màu thì chúng ta làm thế này. Các bạn bấm vào cái điểm góc ở cái biểu tượng thumbnail ở bên phía tay phải này. Đấy, đây này, layer thumbnail này. Đấy, bấm vào cái biểu tượng này. Khi các bạn bấm vào biểu tượng này thì nó sẽ hiện ra cái bảng màu, và các bạn muốn đổi màu cho nó là cái gì thì các bạn chọn màu mới, nhấp OK thì nó sẽ cập nhật cái màu mới đó vào cho chúng ta. Thế có thể hoán đổi được giữa các hai cái dạng này không? Sharp layer này với layer không? Có. Thì chúng ta làm như sau. Các bạn chọn cho tôi cái chuột phải và kích vào cái layer các bạn cần. Sau đó thì các bạn chọn cho tôi cái lệnh là rasterize layer. Thì lúc đó nó sẽ chuyển đổi cái này sang thành điểm ảnh, thành pixel. Và lúc này thì tôi lại có quyền là gì đấy, vẽ vào hoặc là tẩy đi hoặc là làm bất cứ cái gì mà tôi muốn như là một cái layer điểm ảnh bình thường. Thế còn ngược lại, nếu mà tôi muốn có một cái điểm vùng điểm ảnh như thế này mà tôi muốn biến nó thành sharp layer, có biến được không thì chúng ta cùng xem. Lại chuột phải vào và chúng ta xem là nó có cho phép chúng ta biến đổi không nhé. Trường hợp này thì nó đang không cho. Đấy, nó không cho chúng ta convert là sang thành sharp layer. Thế thì như vậy là cái quan hệ xuôi chiều là thằng sharp có thể biến sang thành layer thông thường, layer điểm ảnh thông thường. Còn thằng layer điểm ảnh thông thường thì không có lệnh biến sang sharp layer. Đấy, thì đấy là cái điểm mà chúng ta thấy nó hơi khác biệt một tí. Thế và các cái thư viện này thì như hôm trước đã giới thiệu rồi, hoàn toàn các bạn có thể sử dụng để biến nó thành path hoặc biến nó thành sharp thì tùy ý. Thế còn trong một vài trường hợp nữa thì ngoài cái icon ra thì thao tác mà để dựng giao diện web chẳng hạn thì cũng nhiều người hay sử dụng cái sharp này, tại vì là nó cũng chỉnh sửa nó cũng tương đối nhanh, nhất là đối với những cái style thiết kế mà thuộc dạng clean and clear, tức là nó rất là đơn giản và nó sạch sẽ, nó không sử dụng nhiều hiệu ứng, thì người ta thích sử dụng cái sharp này, tại vì là nó nhanh, làm nó nhanh và nó lại không bị suy giảm chất lượng nếu như mà chúng ta co kéo. Thế còn cái sharp layer này mình có những cái gì giống với lại cái layer hay là các thao tác cũ mà chúng ta đã biết này. Ví dụ như Ctrl T là tôi có thể là gì đây, transform co duỗi đó. Ví dụ như là tôi nhấn Alt tôi kéo thì nó cũng sẽ tuân thủ theo quy tắc đó là nó sẽ nhân bản thành một layer mới. Nhưng tất nhiên layer mới này nó vẫn là gì đây,
dạng shop layer. Thì đấy là cái thao tác mà chúng ta có thể làm quen. Thế còn chúng ta biết thêm hai thứ nữa, đấy là gì? Cái layer style. Layer style có sử dụng được cho shop layer hay không? Được. Layer style theo cái tên như thế có nghĩa là gán một cái style, gán một hiệu ứng cho các đối tượng ở trên layer. Do đó bất cứ cái gì mà đã xuất hiện ở trong cửa sổ layer này thì các bạn đều có quyền là gán cái hiệu ứng cho nó. Cho nên là bất kể là shop layer hay là layer thông thường thì vào layer style chúng ta vẫn có quyền là gì đấy ạ? Vẫn có quyền là gán layer style cho nó. Ví dụ tôi vừa sử dụng cái layer bevel emboss để mà làm cho cái layer strap này nó dày lên thì chúng ta cũng làm được, cũng không khác gì layer này mày. Thế còn về mặt nạ che giấu một phần đi, chúng ta có che giấu được cái dạng đối tượng dạng strap layer này không? Thì cũng có. Nếu mà tôi tạo một mặt nạ ở đây và tôi tô màu đen vào mặt nạ thì các bạn cũng sẽ thấy rằng là nó cũng sẽ giống cái một phần của shop layer này đi, giống y xì như là chúng ta làm việc trên layer điểm ảnh thông thường. Đấy, thế thì hôm nay chúng ta nói thêm một chút về cái shop layer này để biết thêm là pen nó có thể tạo ra hai thứ. Path thì hôm trước chúng ta làm việc rồi, hôm nay chúng ta làm việc thêm với cái shop này để chúng ta biết thêm là một cái dạng đối tượng tương đối đặc biệt ở trong Photoshop. Thế thì đây là những cái thao tác cơ bản đấy, chúng ta có thể làm. Thực ra nó rất giống như là thôi, rất giống như là Path, chỉ khác là vẽ ra thì nó có bề mặt đấy. Thế đến đây thì chúng ta đã làm quen xong với lại cái đối tượng dạng đặc biệt là Shape Layer. Thế là tiếp theo thì chúng ta sẽ giới thiệu tiếp sang một cái dạng đối tượng cũng rất rất đặc biệt nữa, đó là cái đối tượng Smart Object.